Tối ngày 29 tháng 9, một số tuyến đường lớn ở thành phố Hồ Chí Minh có rào chắn kỹ bằng thép gai, khung sắt, được lực lượng chức năng tiến hành tháo gỡ dần. Tại giao lộ đường Trần Minh Quyền, Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, đường Cao Thắng hướng ra đường 3 tháng 2, quận 10, hẻm 166 đường Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, có các lực lượng gồm công an, bảo vệ dân phố, tiến hành tháo gỡ chốt được rào chắn cẩn thận trước đó. Quá trình thực hiện việc tháo dỡ được diễn ra nhanh chóng, người dân vui mừng chia sẻ, mọi sinh hoạt trong hơn 100 ngày vừa qua đều ở trong nhà con hẻm. Việc tháo gỡ rào chắn giúp người dân cảm thấy thông thoáng, thoải mái hơn và mong thành phố sớm trở lại bình thường. Trước đó sáng cùng ngày, hẻm đường Phạm Văn Đồng, phường 1, quận Bình Thạnh, tuyến đường Thạch Lam, Bình Long, Lũy Bán Bích, Tân Kỳ Tân Quý, Cầu Xéo thuộc quận Tân Phú vẫn còn bịt kín bằng khung sắt, tấm ván, tấm tôn. Phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng khi đi qua các chốt kiểm soát ở các tuyến đường lớn, lực lượng công an, cảnh sát giao thông, bộ đội dân phòng vẫn duy trì kiểm tra kỹ lưỡng giấy tờ của người tham gia lưu thông. Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Từ đó, thành phố cũng lập hàng trăm chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh, ở vị trí giáp ranh giữa các quận, huyện, phường, xã do địa phương quản lý để kiểm soát người đi đường.